Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Bữa sáng ngon nhất. Hiếu Hiếu thức dậy rồi. Tối qua ngủ ngon không con? Dạ cũng ngon. Hiếu Hiếu ăn nhiều một chút, ngoại đi giặt đồ đây. Trẻ nhỏ trước kia sáng sớm mỗi ngày đều đi vấn an trưởng bối, hầu hạ trưởng bối thức dậy. Còn em thì sao? Ông bà phải đợi em thức dậy nấu bữa sáng cho em, mà em thì yên tâm thoải mái ngủ nước. Hiện tại và trước đây không giống nhau mà. Phương thức có thể thay đổi, nhưng mà tâm hiếu kính trưởng bối không thể thay đổi. Tiểu Sổn ca, ta hãy ra phía sau núi chơi một lát đi. Không đi. Đi đi mà. Hả? Đó là gì vậy? Tinh linh dậy sớm. Tinh linh dậy sớm. Tiểu tinh linh này trong mỗi khu rừng đều có, chỉ có sáng sớm mới có thể nhìn thấy. Không thấy nữa rồi. Bây giờ đã trễ, em ấy đã xong việc quay về nghỉ ngơi rồi. Công việc của em ấy là gì vậy? Em ấy nhận nhiệm vụ từ cây đại thụ, có tuổi thọ lớn nhất trong khu rừng này. Sáng sớm mỗi ngày tuần tra trong rừng một lần. Tuần tra cái gì vậy hả? Xem thử mọi người có tốt hay không, có nhu cầu gì không. Vậy ngày mai chúng ta tới sớm một chút đi. Hôm nay Hiếu Hiếu dậy thật sớm. Con ra ngoài một lát. Ở đâu vậy ta? Tinh tinh đa long, mau xem kìa, đó là chim bố và mẹ đó. Wow, thật tuyệt. Tinh tinh đa long. Wow, thật lợi hại. Tinh linh đa long. Wow, thật thơm. Ngày mai mình lại tới. Ngày mai gặp nha. Bây giờ Hiếu Hiếu thật sự không còn ngủ nướng nữa rồi. Hôm nay ngoại nấu món mà Hiếu Hiếu thích ăn nhất. Chỉ cần con cùng ngoại đi. Ngoại ơi, sau này ngoại không cần nấu bữa sáng cho con nữa đâu. Tại sao vậy? Ngoại bận gì của ngoại đi, cứ mặc kệ con. Con có đồ ăn ngon rồi, không đói bụng đâu. Thật thơm. Hmm?
chú thỏ thật đáng thương. Tinh tinh Đa Long, thật lợi hại. Trong khu rừng có nhiều chuyện mới mẻ như vậy, chơi thật là vui. Ngoại ơi, con về rồi. Ngoại ơi, ngoại làm sao vậy? Chân của bà ngoại bị trật rồi. Hả? Đau lắm có phải không ngoại? Không sao, ngoại nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi, con đừng lo. Ngoại ơi, chân của bà ngoại tốt chút nào chưa ông ngoại? Đừng có đánh thức bà ngoại con. Tối qua chân của bà nhức suốt cả đêm. Hả? Tinh tinh Đa Long, ngoại ơi, ngoại đợi con. Con có cách trị khỏi chân cho bà ngoại. Tinh linh dậy sớm, tinh linh dậy sớm, đợi mình một chút. Tinh linh dậy sớm, bạn đâu rồi hả? Tinh linh dậy sớm, bạn đâu rồi? Tinh tinh Đa Long, tinh linh dậy sớm. Hiếu Hiếu, bám chắc vào nha. Ngoại ơi, thì Hiếu Hiếu còn nhỏ rất thích chơi xích đu. Sáng sớm mỗi ngày bà ngoại dẫn lúc trời mát mẻ ra ngoài trồng trọt, nhưng không chịu được Hiếu Hiếu nhõng nhẽo. Sao cậu Hiếu Hiếu đến nơi này của ta chơi xích đu? Đã lâu không gặp, Hiếu Hiếu cao hơn rồi. Hiếu Hiếu, phải về nhà thôi. Không mà, con muốn chơi một lúc nữa. Vậy ngày mai ta lại tới nha. Ngoại ơi, Hiếu Hiếu, bánh mì ta tặng cho con, ăn có ngon không? Dạ ngon. Ngon hơn cháo hoa quế mà bà ngoại nấu phải không? Cháo hoa quế? Ngoại luôn nhớ Hiếu Hiếu thích ăn cháo hoa quế nhất, cho nên một mình lên núi hái hoa quế mới bị trạc chân. Ta là cây có tuổi thọ lớn nhất trong khu rừng này. Mỗi sinh linh trong rừng đều giống con cái của ta. Chúng tôn trọng ta, ta cũng yêu thương bảo vệ chúng. Sáng sớm mỗi ngày, ta phái tinh linh dậy sớm tuần tra trong rừng. Quay về nhìn thấy tinh tinh Đa Long mà em ấy thu thập của mọi người, ta cũng rất an tâm. Câu tinh tinh Đa Long con cũng nói rất nhiều lần. Đó là cách chào hỏi của các sinh linh vào sáng sớm, tượng trưng cho tâm tình tốt và sự quan tâm lẫn nhau. Sáng sớm mỗi ngày con ham chơi vào rừng, nhưng chưa từng nhớ đến thăm hỏi sức khỏe ông bà. Con đã khiến cho ông bà an tâm chưa? Hiếu Hiếu lớn rồi, bà ngoại cũng cõng con không được nữa. Ngay cả leo núi cũng rất khó khăn. Trước đây bà ngoại quan tâm và yêu thương con, con nên học cách báo đáp. Đứa bé ngoan, đừng khóc nữa. Mau đem cái này về đi, nghiền nát rồi đắp lên chân của bà ngoại. Qua một ngày một đêm chân của bà ấy sẽ khỏi. Phải nhớ quan tâm bà ngoại nhiều hơn, biết chưa? Cảm ơn, con cảm ơn người.
Con biết rồi, cảm ơn. Ngoại ơi, sau này ngoại phải đợi con tới rồi mới dạy nha. Con sẽ đỡ ngoại. Hiu Hiu thật ngoan, ngoại đã đỡ nhiều rồi. Chúng ta cùng nhau ăn sáng thôi. Ngoại ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Ngoại ơi, ngoại nhìn xem, đây là hoa quế sáng sớm con hái. Chân của ngoại vừa khỏi, cần nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay con nấu bữa sáng cho ngoại. Ngoại ơi, ngoại yên tâm, Hiu Hiu lớn rồi, có thể giúp ngoại làm nhiều việc rồi. Đúng vậy, Hiu Hiu lớn rồi. Các bạn nhỏ ơi, mỗi ngày chúng ta một lớp lên, các trưởng bối cũng dần dần già đi. Chúng ta phải học cách quan tâm và chăm sóc họ, giống như họ quan tâm chăm sóc chúng ta vậy. Báo đáp trưởng bối phải bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhặt nha. Namo A Di Đà Phật.